Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục thêm một vài cái bè nữa cho cái bài con đường CMD này nhé. Trước tiên thì chúng ta cứ lấy lại lấy luôn tiếp một cái câu sắc sâu nối cho cái những cái chỗ ngân dài này. Ngõ hồn dâng tái tê. Đến đây mình thêm một câu nhạc trong phần sắc này. Dâng tái thê nghe câu này ạ. Ta sẽ thêm một cái câu vào đấy là nối thêm. Thì ta lấy cái câu lấy cái tiếng dàn dây này đi. Rồi châm chôi vào nghe thử. Đưa cái câu này vào đây. Thế này ta cho đặt dàn dây nó lên đi. Vừa rồi chúng ta viết thêm một đoạn là dàn dây. Thì dàn dây thì chúng ta cứ đi theo cái giai điệu chính như này. Ta đi theo cái nét giai điệu chính. Đây, đây là la này, rê này, mi này, mi này. Đấy, ta đi theo cái nét giai điệu chính. Và bên dưới mình chạy theo hạp âm. Ở đây là nốt rê bên la, nó tại gam hạp âm rê thứ, đúng không? Đấy, la, pha thì cũng là hạp âm trong cái hạp âm rê thứ này. Đây cũng vậy. Đó, ta cứ đi theo thế và đi theo cái giai điệu. Đấy, nốt nhạc đi theo, cố gắng đi theo giai điệu. Đấy, cố gắng cho đi theo giai điệu. Ở đây ta có một cái này là đuổi lên. Mình có thể là cho thêm cái này vào cho nó mềm tiếng đi một chút. Đấy. Đây vậy.
Thì ở chỗ này cái câu saxo này cũng vậy, cho nó mềm tiếng một chút. Tạm thời là như vậy. Tôi vẫn còn thiếu một cái câu đuổi ở đoạn sau. Đoạn sau tôi không thích cho nó có con sắc nó chạy, và tôi muốn làm một con cái âm thanh khác. Thì ta sẽ làm thêm nhé. Giờ ta nghe lại toàn bộ. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ tiếp tục làm tiếp một vài cái câu nối ở phía đằng sau này. Mấy câu này ta chưa làm. Thêm một cái nhạc cụ khác. Thêm một nhạc cụ khác. Nó nằm ở dưới phần dàn dây này đi. Vẫn chạy bật lạnh. Thích con nào nghe nó tiếng nó sáng sáng một chút. Mấy con bát. Fantasy. Nếu mà tía ta nghe âm thanh nó không hay thì ta có thể đổi nó đây khác. Vâng, bây giờ chúng ta đã hoàn thiện xong bài hát này rồi. Kết thúc của nó, tôi có thêm vào nhắc lại một đoạn, và nhắc lại đoạn ở đây ghi một đêm trăng thanh qua mấy đường lên chị của thành với anh, và lấy lại câu dạo cuối cùng là chúng ta kết thúc bằng cái câu trống ngắt như này. Bây giờ các bạn có thể nghe lại toàn bộ bài hát một lần nhé.
Vào list sau tôi sẽ sử dụng nhạc cụ ảo VST để chúng ta sử dụng cho cái bài hát này. Các bạn theo dõi clip sau nhé.